Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử. Tập 5, chương 41, Cuộc Sống Bình Thường Trôi Qua, 2. Trên bếp, nam tử tuấn Mỹ mang áo đen, cầm cái nồi thuần thục xào rau xào thịt. Tiểu nữ hiệp bởi vì không biết làm cơm, lúc này giống như là đứa con trẻ trong nhà, ngồi xổm ở đằng sau bếp lò châm củi lửa. Trông mong nhìn qua Dạ Kinh Đường, không nhìn ra, một đại nam nhân như ngươi còn biết nấu cơm. Ta được nghĩa phụ nuôi lớn, trong nhà chỉ có hai nam nhân, cũng không thể mỗi ngày ra tiệm ăn. Lại nói ngươi là một cô nương, cơm cũng không biết làm, về sau làm sao lấy chồng. Ta là người giang hồ. Đi giang hồ, thuận tiện ăn trên đường, gặp cửa hàng thì ăn cơm tiệm, không có cửa hàng thì ăn lương khô, không cần học nấu cơm. Cho nên 15-16 tuổi rồi, còn để một người sư nương nấu cơm. Sư phụ ta cũng biết. Vân Ly. Lạc Ngưng quay đầu hừng một tiếng, lại nhìn về phía bóng lưng Dạ Kinh Đường. Ánh mắt dường như muốn đem dao phay ném tới chết. Vân Ly nhìn qua Dạ Kinh Đường hơi suy nghĩ, lại nũng nịu mở miệng, Kinh Đường ca ca. Mẹ nó, Dạ Kinh Đường cùng Lạc Ngưng đồng thời một cái lảo đảo, nhìn về phía Triết Vân Ly nũng nịu. Gương mặt ngọt ngào Triết Vân Ly tràn đầy ý cười, ngươi mưu sinh ở Kinh Thành. Khẳng định quan hệ so với ta cùng sư nương thì rộng hơn nhiều, có biện pháp trà trộn vào Hắc Nha hay không, giúp ta cứu Cửu Đại Hiệp nha. Dạ Kinh Đường tự nhiên không hứng thú giúp đỡ hai cái con mụ điên này cướp ngục, nhưng hắn xác thực muốn đi Hắc Nha. Cùng triều đình tạo mối quan hệ để thăm dò tình huống, tìm cơ hội tiến cung đảo Minh Long Đồ. Tiếp theo hắn biết nghĩa phụ cùng Hiên Viên Triều có thù, nhưng không biết nguyên nhân gây ra thù hận. Cửu Thiên Hợp cùng nghĩa phụ năm đó quen biết, đánh giá để gặp xem, hắn cùng Hắc Nha lôi kéo làm quen, đồng thời nghĩ biện pháp gặp một lần, hình như không phải không được. Dạ Kinh Đường trong lúc đang suy tư, sau lưng bỗng nhiên bị cùi chỏ đụng vào, lấy lại tinh thần. Đã thấy Lạc Nữ Hiệp dùng dao phay thái hoa tỏi đứng tại bên cạnh người, hai con ngươi hơi buồn bực, nồi đang rán. Dạ Kinh Đường phát hiện trong nồi bốc khói, vội vàng lật nồi, để Lạc Ngưng đem hoa tỏi đã cắt gọn bỏ vào. Đáp lại, Cửu Đại Hiệp Nghĩa Bạc Vân Thiên, ta sớm có nghe thấy, ngày mai ta đi Hắc Nha một chút, hỏi thử tin tức. Nhưng mà trước đó phải nói, ta nhiều nhất giúp các ngươi xác nhận Cửu Đại Hiệp thế nào, không có khả năng giúp các ngươi cứu người. Lạc Ngưng thấy Dạ Kinh Đường thật chuẩn bị hỗ trợ nghe ngóng, nổi nóng ở đáy mắt giảm đi mấy phần, nhưng cũng có chút hồ nghi, ngươi muốn hỗ trợ như vậy. Thế có cái yêu cầu, quá phận gì không? Dạ Kinh Đường biết Lạc Nữ Hiệp có ý tứ gì, lắc đầu cười một tiếng, các ngươi nếu là cảm thấy ngại, có thể dạy ta mấy tuyệt chiêu làm thủ lao. Trích Vân Ly rất hào khí vỗ vỗ bộ ngực này, cái này đơn giản, nếu là ngươi có thể hỗ trợ đem Cửu Đại Hiệp cứu ra, ta mời Bát Đại Khôi dạy võ công cho ngươi. Lạc Ngưng đối với cái này cũng là gật đầu, ta không nợ ngươi ân tình, nếu như ngươi hỗ trợ, dù chỉ là thăm dò được tình trạng Cửu Thiên Hợp, ta cũng dạy ngươi võ nghệ, nhưng chỉ dạy một chiêu. Dạ Kinh Đường tiện tay mà làm, tự nhiên hào sảng, không có vấn đề. Xèo xèo xèo, mùi thơm thịt xào tỏi dần dần tràn ngập tiểu viện. Khi mặt trời dần dần hạ xuống, một bàn nhỏ bày tại phòng chính. Lạc Ngưng là trưởng bối, ngồi tại chủ vị mặt hướng cửa phòng, Dạ Kinh Đường cùng Triết Vân Ly ngồi đối diện, Chim Béo thì đứng tại bên cạnh bàn. Trên bàn bày biện ba bát cơm, bốn đồ ăn một chén canh, cùng một cái đĩa nhỏ cho chim ăn. Ba người một chim ngồi ăn cơm trong căn nhà cũ kỹ, tràng cảnh nhìn có chút cân đối, lúc này e là cho dù có quan sai tiến đến, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn ra manh mối. Lạc Ngưng bưng chén nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, khí chất cử chỉ đều rất thục nữ, ngẫu nhiên giúp Triết Vân Ly gắp thức ăn, Dạ Kinh Đường tự nhiên không có phúc khí này. Dạ Kinh Đường cũng không có chủ động xum xoe, chỉ là ngẫu nhiên cho Chim Béo một miếng, mà Triết Vân Ly. Triết Vân Ly tính cách rất hoạt bát, nhìn thấy sư nương hai ngày này có chút dầu dĩ không vui, có lẽ là muốn thoáng đùa sư nương, cắm đầu ăn cơm, lặng lẽ nâng lên cái chân dưới bàn, cọ sát lên đùi sư nương. Động tác ăn cơm của Lạc Ngưng bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt liếc xéo sang Dạ Kinh Đường đang trêu đùa Chim Béo ăn cơm, đáy mắt hiện lên lửa giận vô biên cùng xấu hổ giận dữ. Sau đó, nàng coi như chưa từng xảy ra, tiếp tục ăn cơm. Triết Vân Ly nhướng mày,
có chút khó có thể tin. Sư nương bị đùa giỡn, làm sao không có phản ứng? Không phải sắc mặt nên đỏ lên, hoặc là nhìn hằm hằm Dạ Kinh Đường sao? Chẳng lẽ là biết ta làm nên không dám nổi giận? Chương 42, cuộc sống bình thường trôi qua, 3. Trích Vân Ly ngẫm lại cũng chỉ có thể là như thế, trong lòng suy nghĩ một chút, lại nâng lên cái chân, theo phía của sư nương, lặng lẽ cọ sát ở trên chân của Dạ Kinh Đường. Kết quả Dạ Kinh Đường phản ứng cực nhanh, trực tiếp liền quay đầu nhìn về phía dưới bàn, sau đó dương mắt nhìn về phía Triết Vân Ly, ánh mắt quái dị, ngươi đá ta làm gì? Triết Vân Ly biểu lộ hơi cương, lòng thầm nghĩ. Sao cái thằng này lại thẳng thắn nói toẹt ra vậy? Như vậy không sợ bản cô nương khó xử. Trong lúc suy tư đứng dậy liền muốn chạy. Mà Lạc Ngưng cũng kịp phản ứng vừa rồi Vân Ly đang quấy rối, tức giận nhíu lông mày đứng đấy, vỗ bàn một cái, Vân Ly. Ngươi quay trở lại cho ta. A, sư nương ta sai rồi, ta chỉ đùa một chút. Ba ba ba. Chiếc Vân Ly vừa đứng dậy, liền bị Lạc Ngưng bắt được, cầm lấy cái chổi trong phòng đánh hai cái lên mông nàng. Đường đường là nữ nhi, đi cọ chân nam nhân, sư phụ ngươi có dạy ngươi quy củ hay không? Thật sự là càng lớn càng làm càn. A, sư nương, ta thật sai, ta liền chỉ đùa một chút thôi, ngươi đừng tức giận như vậy. Dạ Kinh Đường tự nhiên không dám giải thích cho Triết Vân Ly, nàng nói đùa lại tự nhảy vào miệng núi lừa rồi, hắn chỉ vùi đầu ăn cơm, xem như cái gì đều không nhìn thấy. Chim béo ngược lại là rất nhiệt tình, bay đến bên cạnh hai người, chít 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 chít. Khuyên can giống như đang nói, các ngươi không cần đánh nữa, muốn đánh thì cũng đánh chủ nhân của ta đi. Cũng may Dạ Kinh Đường không có chú ý, không tối sẽ được ăn món thịt chim xé phay. Bất chi bất giác, trên ánh trăng đã lên cao. Đình viện ở trong ngõ hoang vu đã rực rỡ hẳn lên, mặt đất, bậc thang đều được dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề, khe hở cửa sổ cũng được vá lại, dưới mái hiên thậm chí còn làm một cái tổ chim giản dị. Đồng đồng đồng. Trích Vân Ly trên thân mang váy màu nâu sẫm, ngồi xổm ở trên nóc nhà nhà chính, dùng con dao nhỏ khóe ra một cái lỗ vào tấm gỗ để cố định gạch. Dạ Kinh Đường đứng tại trên nóc bếp sát nhà chính, đang cầm trên tay những mảnh gói, cách không ném cho Triết Vân Ly. Đương nhiên, sửa nhà thì cũng đã hỏi bà chủ nhà rồi. Lạc Ngưng buổi chiều bị Triết Vân Ly chọc cho tức giận trong người, cũng không muốn đi ra ngoài đi loạn, sớm đi vào trong phòng, bắt đầu ngủ say ai cũng không để ý. Hơn nửa ngày bận rộn, nóc phòng đã được sửa lại kỹ càng, bây giờ đã giống như một căn nhà nhỏ bình thường. Hai người từ trên nóc nhà nhảy xuống, mặc dù trong phòng có mấy cái ghế đầu, nhưng lúc này nếu ngồi tại trước mặt Lạc Ngưng, chỉ sợ sẽ được một nét mặt không tươi cười nhìn chằm chằm. Ánh trăng chiếu xuống, ngươi dưới trăng tập võ múa quyền. Trích Vân Ly học nghệ rất nhiều, lúc này ở dưới mái hiên chậm rãi đánh quyền, chim béo cũng ở bên cạnh ra dáng học, nhưng trừ chiêu đại bàng dương cánh còn có chút giống, những cái khác đều là bay nhảy loạn. Dạ Kinh Đường thì đứng tại trong sân, hoành đao sau thắt lưng, nhắm mắt ngưng thần. Thông qua gợi ý mà nghĩa phụ dạy, ngộ ra đao thứ nhất cũng xem như mở đầu. Lấy cảm giác Dạ Kinh Đường, bát bộ cuồng đao hẳn là một bộ chiêu liên hoàn, điểm ấy từ việc tay trái rút đao liền có thể nhìn ra. Mà liên chiêu, tất nhiên là một chiêu vừa ra phải tới chiêu thứ hai, ở giữa không có khoảng trống. Tay trái rút đao, cắt ngang ra một cái, dừng lại tư thế, tất nhiên là mũi đao phải hướng ra ngoài, chuôi đao thì chĩa về tay phải, biến thành tay phải nắm chặt. Soạt. Dạ Kinh Đường tay trái rút đao, quét ngang qua, đem tay trái cầm trường đao đưa vào tay phải, tư thế liền biến thành tay thuận cầm đao, khom người nghiêng về phía trước, tư thế chạm thẳng. Táp. Dạ Kinh Đường tay phải cầm đao đẩy về trước, đem trường đao đâm về phía trước, phát ra một tiếng gió. Hơi cảm giác, lại bắt đầu điều chỉnh bước chân và lưng eo, tìm kiếm động tác xuất đao thích hợp nhất. Trích Vân Ly chậm rãi đánh lấy quyền, nhìn hồi lâu về sau, có chút khó hiểu nói, ngươi đang luyện thứ quỷ gì? Dạ Kinh Đường thu đao trở về bao, một lần nữa đứng thẳng, luyện đao, không nhìn ra được sao. Ngươi nói cái này là đao pháp, hoàn toàn là kỹ năng múa kịch trên sân khấu. Vân Ly. Trong cửa sổ nhà chính, Lạc Ngưng cũng đang trộm ngắm, bởi vì được chứng kiến ngộ tính kinh người của Dạ Kinh Đường. Đương nhiên sẽ không chế giễu, mà là sắc mặt ngưng trọng, ngươi chẳng lẽ lại đang tự sáng tạo đao pháp. Dạ Kinh Đường lắc đầu, học chiêu thức của tiền bối thôi. Người khác tập võ, ở bên cạnh hỏi lung tung này kia là không lễ phép. Lạc Ngưng cùng Triết Vân Ly thấy vậy tự nhiên không còn ngắt lời,
chỉ là chăm chú nhìn xem Dạ Kinh Đường như người mù khoa tay. Kết quả chờ đợi tới đêm, cũng không thấy Dạ Kinh Đường khoa tay ra thứ gì. Hôm nay Triết Vân Ly đi ra ngoài, còn mua đệm chăn, góc phòng phía đông cũng được dọn dẹp, bên trong thêm một cái giường nhỏ. Dạ Kinh Đường không ngại cùng cô nương nằm một cái giường, nhưng Lạc Ngưng cùng Triết Vân Ly chắc chắn sẽ không đáp ứng, cho nên vẫn phải chia ra để ngủ, một ngày cứ như vậy mà kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 43, tới Hắc Nha, 1. Mặt trời lên cao, trong thành trì vang lên tiếng chuông sớm, một vùng Minh Ngọc Lâu đã có người người nhốn nháo, vô số người xa quê tụ tập mưu sinh. Dạ Kinh Đường cưỡi hắc mã, xuyên qua đường phố phồn hoa, dừng bước tại bên ngoài nha môn ở phụ cận Minh Ngọc Lâu. Hắc Nha quy mô rất lớn, ngoài cửa chính là cái quảng trường nhỏ, phía trên dựng có một cây cột cờ, nhưng không treo cờ, mà là địa phương để treo đầu người. Trên giang hồ thậm chí có một từ để miêu tả, gọi Hắc Nha treo đầu. Hắc Nha danh xưng Diêm Vương Điện, thuộc Tư Vệ Vương Phủ, không thuộc về lục bộ, cũng không tiếp kiện cáo mở công đường tra hỏi. Bình thường căn bản sẽ không có người đến thăm, ngoài cửa chỉ có hai cái bộ khoái đứng gác. Dạ Kinh Đường đưa ra lệnh bài, liền được mời vào đại môn. Trong cửa lớn là đại đường như bình thường, trái phải đều có phòng trực, nhưng không có nơi tiếp khách. Sau một lúc thì có hai người đi ra, cầm đầu là Bạch Vô Thường Thương Tiệm Ly. Cùng cách ăn mặc giang hồ hôm qua hoàn toàn khác biệt, hôm nay hắn mặc một thân văn bào màu xanh. Tiện thể nói tới danh tiếng của Bạch Vô Thường và Lục Sát, đây là người giang hồ đặt ra, dự tính ban đầu mang theo nghĩa xấu, nhưng thực lực quá mạnh mới thành tôn xưng. Thương Tiệm Ly là quan võ đường đường chính chính, hưởng bổng lộc tứ phẩm, đại khái sẽ không thích xưng hào Bạch Vô Thường. Vậy nên hắn mặc áo choàng màu xanh mà không phải màu trắng, có lẽ chính là vì tránh hiểm nghi. Đi theo phía sau Thương Tiệm Ly là Vương Xích Hổ, từ xa xa liền khách khí cười, Dạ lão đệ, ngươi là thật không trượng nghĩa. Hai ngày trước còn giả nghèo với ta, kết quả bây giờ bị lộ tẩy rồi, toàn bộ Thiên Thủy Kiều đều là của nhà ngươi, uổng công ta còn muốn nâng đỡ ngươi. Dạ Kinh Đường tiến lên chắp tay thi lễ, Thương đại nhân, Vương Tổng Kỳ, làm sao các ngươi lại tự mình ra ngoài đón khách, thực sự làm tại hạ có chút sợ. Vương Xích Hổ cười ha hả nói, biết sợ là được, đại thiếu gia Bùi gia lại làm xà bộ đầu bị thương. Ngươi còn không đi Kim Bình Phong lâu, chọn 10 cái cô nương về đây hầu hạ, về sau còn muốn lăn lộn ở kinh thành nữa không? Đó là tự nhiên, hôm qua không cẩn thận ngộ thương xà đại nhân, còn chưa kịp tạ lỗi, nếu không hiện tại mời xà đại nhân đi Kim Bình Phong lâu ngồi một chút. Trong khi nói chuyện, Dạ Kinh Đường mới phát hiện Thương Tiệm Ly rất trẻ trung, nhiều nhất ngoài 30. Cao thủ nội gia đều là càng già càng mạng, ở tuổi như Thương Tiệm Ly đã có thanh danh làm người ta nghe được mà sợ mất mật, đã có thể xưng đáng sợ. Khí chất Thương Tiệm Ly có chút thanh lãnh, nhưng mà đối mặt Dạ Kinh Đường vẫn là lộ ra mỉm cười, ta không thích rượu sắc, xà long còn phải dưỡng thương mấy ngày, Dạ công tử cùng Vương Tổng Kỳ đi là đủ. Dạ công tử đến nhà là muốn cầu kiến Tĩnh Vương. Ta chỉ là một thảo dân, nào dám kinh động Tĩnh Vương. Tĩnh Vương thưởng thức đối với tại hạ, hôm nay tới cũng là nghĩ tận chút sức mọn, nhìn xem võ nghệ của bản thân có thể giúp một tay cho triều đình hay không. Thương Tiệm Ly nghe thấy lời này, mắt lộ ra khen ngợi, trực tiếp mang theo Dạ Kinh Đường đi về sau nha môn. Dạ công tử có cái tâm này, Tĩnh Vương biết thì tất nhiên sẽ vui mừng. Giang hồ quá rộng lớn, chức quyền Hắc Nha lại không rõ, công việc bẩn thỉu và cực nhọc mà nha môn pháp ty xử lý không được, toàn bộ ném tới trên đầu Hắc Nha, bộ khoái nha môn là thật làm không hết việc. Nói chuyện phiếm vài câu, Thương Tiệm Ly liền đem Dạ Kinh Đường đưa vào một gian chính sảnh. Trong sảnh có mấy hàng giá sách, trên vách tường phía tây đều treo đầy lệnh truy nã, phải có gần trăm người. Trên cùng chỉ có đúng một tờ đơn độc, viết danh tự Tiết Bạch Cẩm. Cái tên này có chút lạ lẫm, nhưng Dạ Kinh Đường dò xét nội dung một chút, trong lòng chính là giật mình. Tiết Bạch Cẩm, Bình Thiên Giáo chủ. Bình Thiên Giáo thì Dạ Kinh Đường nghe như là như sấm bên tai, là tổ chức do tàn đảng tiền triều thành lập, tử thủ trên Nam Tiêu Sơn, diệt quốc 60 năm vẫn không chịu quy hàng. Mà Bình Thiên Giáo chủ, đứng thứ nhất trong bát khôi, thứ tư thiên hạ, danh xưng dưới núi vô địch, không có đối thủ trong giang hồ thế tục, chỉ có ba lão quái tu tiên trên núi mới đánh lại hắn. Dạ Kinh Đường đứng tại trước vách tường, nhìn xem lệnh truy nã Bình Thiên Giáo chủ, cảm thấy cái đồ chơi này hoàn toàn là bài trí.
mà Vương Xích Hổ phía sau đánh giá nhìn ra biểu cảm của Dạ Kinh Đường, trêu ghẹo nói, thứ này ngay cả Địa Tạng ra nhìn đều thẳng lắc đầu, không ai dám tiếp, Dạ lão đệ muốn thử xem. Bên trên tường đều treo là thiên binh thiên tướng, phía dưới cùng thì ta cũng đều không thể trêu vào, Vương Tổng Kỳ đừng nói giỡn. Là người phải có chí khí. Chương 44, tới Hắc Nha, 2. Vương Xích Hổ thở dài, cẩu tặc Bình Thiên giáo chủ kia cũng không phải người hiền lành gì. Trước kia có đệ nhất mỹ nhân giang hồ Thiềm Cung thần nữ, võ nghệ cao hiệp khí trượng nghĩa, trên giang hồ có vô số người hâm mộ, một bộ áo xanh dưới ánh trăng, phong độ tuyệt thế, không biết khuynh đảo bao nhiêu hiệp khách, đến nay ảnh hưởng tới các nữ tử giang hồ đều là yêu thích mặc áo xanh hơn áo đỏ, đáng tiếc. Dạ Kinh Đường chưa từng nghe qua cái điển cố này, hiếu kỳ nói, vị nữ hiệp này bị Bình Thiên giáo chủ hại. Nếu là hại, ta còn kính trọng Tiết Bạch Cẩm không vì sắc đẹp mà thay đổi. Tục truyền nghe, Thiềm Cung thần nữ là hành hiệp trượng nghĩa, không cẩn thận gặp Bình Thiên giáo chủ, sau đó liền thành giáo chủ phu nhân. Bình Thiên giáo chủ đem người ta bắt trở về. Thương Tiệm Ly đứng tại bên cạnh, lắc đầu nói, đừng nghe giang hồ truyền bá linh tinh. Bình Thiên giáo tử thủ trên Nam Tiêu Sơn không hàng, ý đồ muốn khôi phục tiền triều, là nghịch tặc tội không thể xá. Nhưng cũng xác thực đạt được hai chữ trung nghĩa, nếu không thì Bình Thiên giáo sẽ không được nhiều người trên giang hồ thần tượng như vậy. Một kiêu hùng như thế, sao lại làm ra hành động bỉ ổi cướp đoạt phụ nữ? Dạ Kinh Đường ngẫm lại cũng đúng, nhẹ gật đầu. Thương Tiệm Ly có lẽ sợ Dạ Kinh Đường hiểu lầm, lại giải thích nói, đương nhiên, ta cũng không phải nói Bình Thiên giáo chủ là người hiền lành. Chỉ là so với Lục Phỉ tội ác chồng chất thì hắn vẫn nói đạo nghĩa giang hồ, đối với triều đình mà nói, đều là nghịch tặc tội không thể xá. Người giang hồ, nếu hiệu chung triều đình giống như Ngọc Hư Sơn, Quân Sơn Đài, hoặc An Phận Thủ Thường giống Hồng Hoa Lâu, Thủy Vân Kiếm Đàm, thiên hạ đã sớm thái bình. Vương Xích Hổ ở bên cạnh thì lá gan lớn hơn, trực tiếp tới câu, biết người nắm quyền bất công và bất nhân, mà không dám dùng võ lực để chống lại, không xứng với chữ hiệp. Nếu là người người đều có thể ăn uống no đủ, thì có mấy người sẽ tham gia vào giang hồ chứ? Trong mắt của ta, hầu hết người giang hồ không phục quản thúc của triều đình, vấn đề xuất hiện ở trước điện Thái Cực, không thể trách người giang hồ cứng đầu được. Cái này đã không phải là nói chơi nữa rồi, mà nói bừa là có thể chết. Thương Tiệm Ly xoay người rời đi, giống như cái gì đều không nghe thấy. Dạ Kinh Đường đều sợ ngây người, kiên trì hỏi thăm, xin hỏi lệnh tôn Vương Tổng Kỳ là ai? Sắc mặt Vương Xích Hổ lộ vẻ kiêu ngạo, gia phụ là Trấn Quốc Công Vương Dần, Tĩnh Vương chính là họ hàng của ta, lợi hại hay không? Dạ Kinh Đường thật đúng là không nhìn ra, trách không được hắn không sợ chết như thế, hắn chắp tay nói, lợi hại, là tại hạ có mắt không tròng. Đâu có, Thương Tiệm Ly hẳn là sớm đã thành thói quen với nói chuyện và hành động vô độ của Vương Xích Hổ, đi vào bên cạnh thư tịch, lấy ra một đống hồ sơ, đưa cho Dạ Kinh Đường, Dạ công tử, những thứ này là việc phải làm ở Hắc Nha, đều tại địa phận Vân Châu, ngươi tùy ý chọn lựa. Dạ công tử không phải người Hắc Nha, dựa theo quy củ, làm việc xong xuôi, tiền thưởng sẽ trực tiếp đưa tới phủ, công lao chỉ có thể ghi ở dưới danh nghĩa người nào đó. Còn xin Dạ công tử chớ để ý. Lời này có ý đây chính là thuê người làm, bởi vì Đại Ngụy có rất nhiều người tham gia vào giang hồ. Nha môn nhân không đủ tay chân, đi thuê người giang hồ làm việc cũng rất phổ biến, lệnh treo giải cũng coi như một loại trong đó. Dạ Kinh Đường đến Hắc Nha, vốn là chuẩn bị kéo quan hệ, chỉ nói không làm thì khẳng định không được, lập tức đem một chồng hồ sơ xem xét. Thương Tiệm Ly thật đúng là không khách khí, tất cả đều là đại án. Người gây đại án thì cơ bản đều có biệt hiệu giang hồ, ví dụ như thư sinh khoét tay lột da, vừa xem đã biết chính là ma đầu giang hồ. Phía sau có đánh giá về võ công, không phải cao thủ nhất lưu, có thể là sắp tới tông sư, chính là tâm ngoan xảo trá, cần thận trọng đối đãi. Dạ Kinh Đường lật ra mấy chương về sau, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, có việc đơn giản hơn một chút hay không? Ta vừa ra xã hội, khục, vừa vào giang hồ, những này việc sợ là. Thương Tiệm Ly vỗ vỗ vai, Dạ công tử kém chút tháo bỏ xuống cánh tay xà long, không phải tông sư thì cũng cách tông sư không xa. Để công tử đi bắt mấy tên trộm vặt móc túi, không khỏi quá bạc đãi công tử, Hắc Nha cũng không có việc đơn giản như vậy. Cũng đã tới đây rồi, tùy ý chọn một cái, coi như vì dân trừ hại, không có hoàn thành cũng không sao. Dạ Kinh Đường kiên trì lật qua, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái phi tặc. Yến Châu đạo tặc Vô Xí Hào,
khinh công hơn người chiến lực không cao, theo tình báo, gần đây tới kinh thành. Âm thầm chui vào ngự bia các cất giữ tư liệu lịch sử, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, hẳn là còn ở lại kinh thành. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 45, gặp Cửu Thiên Hợp 1. Trên tay Vô Xí Hào đã có mấy người chết, vì thế mới bị Hắc Nha truy nã, nhưng người mang theo chữ tặc, chiến lực cũng sẽ không quá khoa trương, độ nguy hiểm khá thấp. Dạ Kinh Đường vốn định nhận, nhưng lại nhìn kỹ lý lịch. Chiến tích nổi danh nhất của Vô Xí Hào là trộm qua Yên Sơn Tiệt Vân Cung. Dạ Kinh Đường đều kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới, trên đời có phi tặc giang hồ, trộm đâu vậy mà có thể trộm của Bát Đại Khôi. Người này cũng không nguy hiểm, nhưng ngay cả Tiệt Vân Cung cũng dám trộm, chính là mãnh nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, có thể tùy tiện bị bắt lại sao? Cái bản án khác so cái với việc này thì có nguy hiểm lớn quá nhiều, Dạ Kinh Đường lật qua lật lại hai lần, không dễ dàng chọn lựa chút nào. Ngẫm lại vẫn là đem hồ sơ Vô Xí Hào lấy ra, ta không có kinh nghiệm chém giết gì, thử cái này một chút cũng được, nếu như bắt không được, mong rằng thương đại nhân chớ trách. Nha môn cũng đang điều tra, Dạ công tử hết sức nỗ lực là được, coi như bắt không được, có thể tìm tới hành tung, tiền thưởng cũng sẽ không ít, muốn sống hay là chết. Trộm cướp có thể bị Hắc Nha lùng bắt, trên thân đều có đại án, lại nguy hiểm xảo trá. Trừ một ít người thân phận đặc thù, cái khác có thể đánh chết, tuyệt đối không nên lưu thủ. Trước kia bởi vì việc này, Nha môn tổn thất không ít huynh đệ, Dạ công tử chớ nhân từ mà nương tay. Dạ Kinh Đường khẽ gật đầu, tiếp xong việc phải làm, thuận thế lại nói, ta đối với đao pháp có chút mưu cầu danh lợi. Thương đại nhân hôm qua nói tới thiên hợp đao Cửu Thiên Hợp, ta nghe nói hắn là tông sư đao pháp, không biết đại nhân thuận tiện. Thương Tiệm Ly hôm qua được chứng kiến đao pháp Dạ Kinh Đường, cảm thấy hắn hiếu kỳ về tông sư đao pháp trên giang hồ cũng không kỳ quái. Dạ Kinh Đường ra thế bối cảnh rõ ràng, tại bên trong Hắc Nha, lại không sợ hắn cướp ngục giết tù, Thương Tiệm Ly trực tiếp quay người dẫn đường, đi thôi, mang Dạ công tử đi xem một chút. Cửu Thiên Hợp xem như tông sư đao pháp danh chấn giang hồ, nếu có thể chỉ điểm Dạ công tử hai câu, đối với Dạ công tử cũng là được ích lợi vô cùng. Dạ Kinh Đường không ngờ tới Thương Tiệm Ly dứt khoát như thế, lập tức đi theo phía sau, chắp tay nói, tạ thương đại nhân tạo thuận lợi. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Hắc Nha độc lập bên ngoài lục bộ, tại bên trong liền có thể tiến hành tuần tra, bắt giữ, thẩm vấn, xử quyết, đại lao giam giữ trọng phạm ngay tại bên cạnh nha môn. Nói đúng ra là tại chính phía dưới Minh Ngọc Lâu. Dạ Kinh Đường đi theo Thương Tiệm Ly nửa ngày, dần dần đi vào gần Minh Ngọc Lâu, phát hiện phía sau là một cái phủ đệ quy mô khổng lồ. Sau tường có lầu các san sát, cỏ cây xanh tươi, đem xa hoa khí phái của nhà đế vương hiện ra vô cùng tinh tế. Đây là cửa sau Tĩnh Vương phủ. Hắc Nha là tư vệ Tĩnh Vương, theo lý thuyết nơi này chính là bên ngoài Tĩnh Vương phủ, cửa chính Hắc Nha mới là cửa sau Vương phủ. Thương Tiệm Ly từ hành lang tiến vào cầu thang thông hướng xuống dưới mặt đất. Có thể để cho Hắc Nha ra tay thì đều không phải là người tầm thường, lại hơn phân nửa sẽ giết chết ngay tại chỗ, sẽ không để cho sống lâu thêm chút nào, cho nên người giam giữ trong địa lao không nhiều. Dạ Kinh Đường vừa tiến vào dưới mặt đất, liền cảm giác một cỗ hàn khí âm trầm đập vào mặt, lối đi nhỏ phía trước sâu không thấy đáy, ngọn đèn ven đường nhìn lại như là quỷ hỏa. Tiến lên ước chừng hơn 100 bước, về sau đi xuống dưới tầng 2, mãi đi tới một gian trong tầng hầm ngầm. Tầng hầm có hai cái ngục tốt, bên trong thì tứ phía không cửa sổ, chỉ có ngọn đèn, ở giữa có một mảnh sân vườn. Phía trên sân vườn là một cái giếng trời để hút không khí và ánh sáng, có lưới sắt che lại miệng giếng trời, mỗi thanh sắt ở trên miệng giếng cũng to bằng cổ tay người trưởng thành. Chỉ là tính tới cân nặng, người bình thường đã không có cách nào nâng lên, lại càng không cần phải nói xông phá. Dạ Kinh Đường đi vào sân vườn trước mặt, thăm dò bên trong một chút. Phía dưới sân vườn là một gian phòng đá chỉ để lộ ra một cái lỗ giống như là một cái giếng, bên trong có để vài đồ dùng thường ngày, một tù phạm ngồi dựa vào tường. Ăn mặc coi như sạch sẽ, nhưng tóc rối tung, tay chân đều có xích sắt thô to trói buộc, khung xương rất lớn, nhưng thân thể mười phần gầy gò. Dạ Kinh Đường thò đầu nhìn vào trong, tù phạm tóc dài liền ngẩng đầu lên. Trên mặt có chút nếp nhăn, nhìn mặt thì ước chừng trên 50, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, không đổi phế chút nào, hắn giống như là ngồi trong nhà nhìn thấy khách tới thăm. Nhưng mà phát hiện gương mặt lạ lẫm,
Về sau tù phạm lại khôi phục tư thế ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Dạ Kinh Đường dò hỏi, đây chính là Cửu Đại Hiệp. Bị khóa chặt chẽ như thế. Chương 46, gặp Cửu Thiên Hợp, 2. Những vật này chỉ là phòng ngừa ngoài ý muốn, không có tác dụng quá lớn, chân chính khóa lại hắn là Nhuyễn Cốt Hương. Thương Tiệm Ly giải thích một câu, về sau nhìn về phía địa lao, Cửu Thiên Hợp, vị này là Dạ công tử Dạ Kinh Đường, cũng là đao khách, có thể ngươi cảm thấy hứng thú. Trong địa lao, Cửu Thiên Hợp lại lần nữa mở mắt, xuống đây đi. Thương Tiệm Ly mở ra miệng giếng, đưa tay ra hiệu, mời. Dạ Kinh Đường không tin bị khóa chặt chẽ như thế, còn có thể sinh ra uy hiếp đối với hắn, lập tức cũng không có sợ, trực tiếp xoay người nhảy xuống giếng giam. Đạp, một tiếng vang nhỏ tại vang lên bên trong giếng giam. Cửu Thiên Hợp lúc đầu ánh mắt bình thản, nhưng nhìn thoáng qua, thấy được thanh Ly Long Hoàn thủ đao ở phía sau lưng Dạ Kinh Đường. Tạo hình của cây đao này ở trên giang hồ kỳ thật rất phổ biến, bởi vì tông sư đao pháp của tiền triều là Cuồng Nha Tử cũng dùng bội đao này. Đao pháp của hắn có thể nói là lên tới đỉnh cao, cho nên bội đao mà hắn sử dụng, hậu bối cũng sẽ bắt trước, cho nên loại hình này xuất hiện rất nhiều. Đao pháp Quân Sơn Đài gọi là Đồ Long Lệnh, dự tính ban đầu sáng tạo ra chính là sử dụng để đối phó thanh Ly Long Hoàn thủ đao này. Nhưng hàng nhái thì có rất nhiều, hành thật lại chỉ có một thanh. Người không quen thuộc thì có thể khó mà phân biệt, nhưng đao khách đỉnh tiêm đã từng thấy qua thì sẽ dễ dàng phân biệt thật giả. Thần sắc trong ánh mắt Cửu Thiên Hợp đều không xuất hiện biến hóa, chỉ là dò xét khuôn mặt Dạ Kinh Đường, tiểu tử tuấn tú, tìm lão phu cần làm chuyện gì. Dạ Kinh Đường không có ở trên cao nhìn xuống, hơi khom người chắp tay nói với Cửu Thiên Hợp, kính ngưỡng đại danh Cửu Đại Hiệp đã lâu, chỉ là tới thăm viếng. Đao không tệ, múa một đao đi, để lão phu nhìn xem sâu cạn. Dạ Kinh Đường cũng không rông dài, thanh đao đẩy ra sau thắt lưng, cầm ngược chuôi đao, sang sảng. Trong thạch thất lóe lên hàn quang, mang theo một chút gió nhẹ, thổi lên tóc dài tán loạn của Cửu Thiên Hợp. Hô! Dạ Kinh Đường thu đao vào vỏ, buông ra chuôi đao hỏi thăm, Cửu Đại Hiệp cảm thấy thế nào? Thanh xuất vù làm. Thần sắc Cửu Thiên Hợp không cái gì dị dạng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, là cái đại tài. Nếu như lão phu không bị nhốt tại nơi đây, nhất định phải cùng Dạ Thiếu Hiệp lĩnh giáo một phen. Cửu Đại Hiệp quá khen. Ta vừa vào giang hồ, không hiểu nhiều đối với đao khách trên giang hồ, chỉ biết mấy người Hiên Viên Triều, Cửu Đại Hiệp, Trịnh Phong, Cửu Đại Hiệp có thể nói cho ta chút điển cố này không? Cửu Thiên Hợp đã nhìn ra thân phận Dạ Kinh Đường, mặc dù con đường đao pháp hoàn toàn khác biệt, nhưng ra chiêu giống nhau như đúc. Cửu Thiên Hợp lúc tuổi còn trẻ, cùng Trịnh Phong vừa đối thủ cũng là tri kỷ, đọ sức không dưới trăm lần. Biết Trịnh Phong vẫn đau khổ tìm kiếm con đường đúng đắn, mà một đao kẻ này lại tới độ hoàn mỹ không một tì vết. Trịnh Phong không đến, đao xuất hiện ở trong tay người này, chỉ có thể nói Trịnh Phong đã đi trước một bước, đến cầu Nại Hà. Đáy mắt Cửu Thiên Hợp hiện lên một vòng thương cảm khi cảnh còn người mất, minh bạch ý đồ Dạ Kinh Đường đến, mở miệng nói. Hiên Viên Triều là đao khôi đương đại, sự tích cuộc đời thì khắp nơi đều có thể nghe nói, không cần phải nói lại. Hiên Viên Thiên Cương sớm đã rời khỏi giang hồ, không tiện đề cập. Còn Trịnh Phong là một tên ngốc. Ồ, Dạ Kinh Đường chăm chú mấy phần, lời ấy giải thích thế nào? Cửu Thiên Hợp nhìn về phía sân vườn, xuống nghe đi, không phải việc cơ mật gì. Thương Tiệm Ly nhìn đối với những chuyện xưa giang hồ này cũng cảm thấy hứng thú, phi thân nhảy xuống, vô thanh vô tức rơi vào phía sau Dạ Kinh Đường, đứng chắp tay. Lão phu 3 tuổi luyện đao, đến nay 52 năm, gặp phải rất nhiều bằng hữu, đối thủ cũng rất nhiều, nhưng mà đến nay ngoại trừ Hiên Viên Thiên Cương, cái khác đều đã thành cát bụi. Trịnh Phong ở trong những người này, không tính xuất chúng, nhưng hợp khẩu vị lão phu, được tính là tri kỷ. Cửu Thiên Hợp nhìn xem Dạ Kinh Đường, năm đó Trịnh Phong, phong mang tất lộ giống như ngươi, hăng hái, đáng tiếc không có dáng dấp tuấn tú như ngươi, thiên phú cũng chênh lệch với ngươi một chút. Lúc đầu cùng lão phu ước định, sau khi đao pháp đại thành, đầu tiên sẽ đánh bại Hiên Viên lão nhi, lại quyết chiến trên Quân Sơn Đài, một trận chiến quyết định đao khôi đương đại, đáng tiếc, Trịnh Phong thất ước trước. Dạ Kinh Đường dò hỏi, vì sao thất ước? Tiểu tử Trịnh Phong kia, quan hệ cùng Hiên Viên Thiên Cương không tệ, đi qua Quân Sơn Đài mấy lần, làm quen nữ nhi của Hiên Viên lão nhi là Hiên Viên Thục Dạ, kết duyên với nhau. Hiên Viên Thục Dạ? Dạ Kinh Đường âm thầm nhíu mày, cảm thấy cái tên này, đại khái cùng họ Dạ của hắn có liên quan.
Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 47, gặp Cửu Thiên Hợp, 3. Trịnh Phong tình căn thâm trùng, đến nhà cầu hôn. Nhưng lúc đó triều đình đang chọn tú nữ, Hiên Viên Lão Nhi vì cầu phú quý, muốn đưa Hiên Viên Thục Dạ vào cung làm phi. Vì để cho nữ nhi nghe theo an bài, Hiên Viên Lão Nhi tận lực khích tướng, để Trịnh Phong đến nhà cầu hôn dùng đao nói chuyện. Cửu Thiên Hợp khẽ thở dài một cái, Trịnh Phong lúc ấy ngay cả tông sư đều không đạt tới, nào có tư cách khiêu chiến Hiên Viên Lão Nhi, nhưng vẫn là rút đao. Hiên Viên Lão Nhi căn bản là không có nghĩ tới việc gả nữ nhi cho hắn, vì để cho nữ nhi hết hy vọng. Xuống tay độc ác tại chỗ, mặc dù không có lấy tính mệnh Trịnh Phong, nhưng tất nhiên thành phế nhân. Dạ Kinh Đường biết nghĩa phụ cuối đời chưa lập gia đình không có con cái, mỗi ngày say như chết, nghe vậy thần sắc ngưng lại, sau đó thì sao? Sau ngày đó, Trịnh Phong hoàn toàn biến mất tại trên giang hồ, Lão Phu lại chưa thấy qua. Bây giờ, chỉ sợ đã ra đi trước Lão Phu. Dạ Kinh Đường nghe thấy lời này, hơi trầm mặc, lại dò hỏi Hiên Viên Thục Dạ cuối cùng như thế nào. Thương Tiệm Ly đứng tại phía sau, nói tiếp, Thừa An năm thứ hai, triều đình chọn nữ nhân nhà lành vào cung, Hiên Viên Thục Dạ ở trong danh sách. Đi tới biên giới Vân Châu, Cửu Thiên Hợp giết vào đội xe, trên thân chúng tám đao liều chết cướp đi Hiên Viên Thục Dạ. Sau đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu, bị triều đình cùng quân Sơn Đài đuổi bắt gần 30 năm, cho đến năm ngoái, hắn mới bị Hắc Nha bắt được quy án. Dạ Kinh Đường chấn động trong lòng, khó có thể tin nhìn xem Cửu Thiên Hợp. Cửu Thiên Hợp lộ ra một ý cười, Lão Phu cùng Trịnh Phong là đối thủ, cũng là tri kỷ. Hắn không biết tung tích, về sau Hiên Viên Thục Dạ phái người vụng trộm tìm tới ta, để cho ta hỗ trợ tìm kiếm tung tích Trịnh Phong, nói cho hắn biết một tiếng, Hiên Viên Thục Dạ sẽ ở cầu Nại Hà đợi hắn. Lão Phu sao có thể biết được Trịnh Phong trốn ở nơi nào, không nhìn nổi chuyện thương tâm của những người này. Liền một mình một đao giết vào đội ngũ hôn sứ, cướp đi Hiên Viên Thục Dạ, sau đó theo nàng tìm Trịnh Phong 10 năm. Từ Nam Sơn tìm tới Thảo Nguyên Hoang Vu, từ biển phương Đông, tìm tới Đại Mạc Tây Bắc, đến nay không biết hắn giấu ở nơi nào. Dạ Kinh Đường trầm mặc một lúc lâu sau, nói khẽ, Cừu Đại Hiệp, xác thực nghĩa Bạc Vân Thiên. Cừu Thiên Hợp lắc đầu, Lão Phu cũng có lỗi với Trịnh Phong. 10 năm đi khắp Sơn Hà Đại Địa, Hiên Viên Thục Dạ một mực đi theo, từ lòng tràn đầy chờ đợi, tìm tới lòng như cho nguội, từ tuổi trẻ thanh xuân, tìm tới gian nan vất vả đầy mặt. Lão Phu lâu ngày sinh tình, cuối cùng cưới Hiên Viên Thục Dạ. Tiểu tử ngươi có cảm giác Lão Phu là cái tiểu nhân hay không? Lời này là hỏi thăm thật tâm, xem ra Cửu Thiên Hợp một mực thẹn trong lòng. Dạ Kinh Đường không cảm thấy nghĩa phụ sẽ tức giận, trước kia nghĩa phụ say rượu hay nói xấu, nhưng lúc nói tới Cửu Thiên Hợp, đánh giá cực kỳ chính diện, không có khả năng không biết việc sau này. Nghĩa phụ bị Hiên Viên Triều gây thương tích, không có cách nào mang lại cho Hồng Nhan hạnh phúc cả đời, ảm đạm quy ẩn, khả năng cảm thấy đây là kết quả tốt nhất. Nếu nghĩa phụ suy nghĩ như thế, Dạ Kinh Đường làm nhi tử, lại há có thể đánh giá đúng sai của bậc cha chú. Trịnh Phong nếu là mai danh ẩn tích, không có khả năng không nghe nói tới hành động của Cửu Đại Hiệp. Trịnh Phong không nói lời nào, những người khác cũng không có tư cách chỉ trỏ với Cửu Đại Hiệp. Ha ha! Cửu Thiên Hợp cười hai tiếng, những chuyện này, Lão Phu xuống dưới sẽ cùng Trịnh Phong trò chuyện, ai đúng ai sai, gặp mặt mới có kết luận. Đi thôi, sự tình đao khách thế hệ trước, cùng ngươi không liên quan. Chỉ hy vọng ngươi đừng biến thành Trịnh Phong kia, đừng để cho Hiên Viên Lão Nhi làm đau khôi 30 năm. Cửu Đại Hiệp bảo trọng, tại hạ cáo từ. Nói xong, Dạ Kinh Đường đứng dậy thi lễ, cùng Thương Tiệm Ly cùng nhảy ra khỏi sân vườn. Cửu Thiên Hợp tựa ở trên tường đưa mắt nhìn, cho đến khi hàng rào sắt đóng lại, bước chân biến mất, mới âm thầm hít một tiếng, một đời người trôi qua. Tiểu tử ngươi khổ tận cam lai cũng có một đứa con trai tốt, lão tử ngược lại là nguy rồi. Đây là trời phạt sao? Đạp đạp, một đạo bước chân từ u ám địa đạo vang lên, hai người lại đi ra. Dạ Kinh Đường sắc mặt bình tĩnh như trước như thường, nhưng hai đầu lông mày hiển nhiên nhiều ba phần buồn vô cớ. Thương Tiệm Ly đi đường không có âm thanh, liền tựa như u quỷ tung bay ở trước mặt, gương mặt hoàn toàn thanh lãnh như trước đây. Sự tình buồn nhất trên thế gian, không ai qua được anh hùng tuổi xế chiều, mỹ nhân đầu bạc. Dạ công tử chưa lăn lộn nhiều, gặp ít loại sự tình này, sinh lòng cảm khái là đương nhiên, nhưng cũng không cần nhìn quá nặng. Người người đem cuộc đời thể hiện ra, việc trải qua đều có thể để cho ngươi và ta động dung,
lòng trắc ẩn, nên dùng tại nên trên thân người đáng được trắc ẩn. Thương đại nhân hẳn là cũng có một cố sự. Thế gian tìm không thấy người không có cố sự, đơn giản lớn hay nhỏ, đặc sắc hoặc không đặc sắc mà thôi. Ha ha, chuyện phiếm hai câu, Dạ Kinh Đường cáo từ rời đi. Chương 48, Minh Long Thường. Dạ Kinh Đường chưa đi ra bao xa, chỉ thấy Vương Xích Hổ chạy tới, xa xa chào hỏi, Dạ lão đệ, vương gia triệu kiến ngươi, mau chạy tới đây. Thương Tiệm Ly chưa rời đi, thấy vậy đưa tay ra hiệu, Dạ công tử, mời đi. Dạ Kinh Đường thấy Tĩnh Vương gọi đến, đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn, hơi chỉnh lý y quan, sau đó đi theo Vương Xích Hổ tiến vào cửa nhỏ đi qua bức tường. Một bức tường vây màu trắng tựa như cách hai thế giới. Phía trước tường là nha môn trang nghiêm uy nghiêm, mà xuyên qua cửa nhỏ, cảnh sắc trước mắt biến thành thông suốt sáng sủa, hoa cỏ tươi tốt đập vào mắt, một hành lang dẫn qua một cái hồ. Đi qua hành lang chính là đình đài lầu các, vô số nữ tử tuổi trẻ thân mang quần áo nhiều màu đi qua, giống như một nháy mắt từ nhân gian đi tới thiên cung. Dạ Kinh Đường xuyên qua hành lang, nhìn không chớp mắt, không có nhìn nữ nhân quần áo lấp lánh mà nhìn vào những kiến trúc xa hoa. Nhưng mà dáng dấp của hắn vẫn được rất nhiều nữ nhân yêu thích, mới hiện thân ở hành lang, đã dẫn tới mấy chục ánh mắt nhìn tới, có thể nghe được xì xào bàn tán, đây là nhà ai công tử thế? Thật đẹp, chẳng lẽ vương gia chúng ta chọn chúng? Thật xứng. Nếu là vương gia không thích, có thể thưởng cho chúng ta hay không? Ngươi nghĩ hay lắm. Thị nữ vương phủ nghịch ngợm như vậy, mơ hồ có thể suy đoán Tĩnh Vương không phải chủ nhân khó phục vụ. Dạ Kinh Đường trong lòng hơi xác định, đi theo Vương Xích Hổ đi tới dưới Minh Ngọc Lâu. Tòa kiến trúc 5 tầng có thể cảm nhận được nguy nga cùng hoa mỹ của vương phủ, bóng người đứng ở phía dưới giống như những hạt gạo nhỏ. Minh Ngọc Lâu lối vào, có một thị nữ chờ, Vương Xích Hổ đi đến dưới bậc thang liền dừng bước, lặng lẽ nháy mắt nói cho Dạ Kinh Đường. Dạ lão đệ, một bước này đứng vững vàng, có thể tiết kiệm được 60 năm cố gắng, ngươi phải để ý một chút. Dạ Kinh Đường đối với lời này thực sự không biết đáp lại như thế nào, liền chắp tay thi lễ, sau đó khẽ nâng áo choàng đạp vào bậc thang, đi theo thị nữ tiến vào Minh Ngọc Lâu. Tầng 1 là đại sảnh rộng lớn, nhưng trong đó không có cái bàn bình phong thường bày biện, ở giữa là đất trống, dài rộng ước chừng 6 trượng. Mặt đất cũng không phải là sàn nhà gỗ, mà là vật liệu đá màu đen không rõ chất liệu từ đá gì, phía trên dày đặc vết cắt nhỏ bé. Xung quanh là 8 cái trụ lớn, phía sau cây cột là hành lang, dọc theo hành lang có bày mấy chục cái bàn dài, phía trên có để những binh khí như đao, thương, kiếm, kích. Phong trào luyện võ của Đại Ngụy cường thịnh, vô luận nam nữ già trẻ, quyền quý hàn môn, đều sẽ học một chút quyền cước, trong nhà nữ vương gia đặt chút binh khí cũng không kỳ quái. Dạ Kinh Đường mới đầu cũng không để ý, chỉ là thị nữ đi trước thi thoảng vẫn quay đầu lại nhìn hắn, khi nàng đi đến trước sân khấu, lại dừng bước. Trên cái bàn được làm bằng gỗ lim có đặt một cây trường thương, cán thương không biết làm bằng vật liệu gì, hiện lên màu xanh đen, ánh sáng tỏa ra giống như ngọc thạch. Mũi thương dài 1 thước rưỡi, mũi thương sáng bóng như mặt gương, tại dưới ánh sáng tản ra hàn mang u sâm, cán cũng là như thế. Cả thương không có khắc họa bất luận cái hoa văn chữ viết gì, nhưng đặt ở trong mắt người tập võ, lại tựa như một cái mỹ nhân khuynh thế đang nằm. Mà mấu chốt nhất là dưới bàn có khối tấm bảng gỗ, khắc lên danh tự cây thương này là Minh Long. Dạ Kinh Đường từ chỗ nghĩa phụ biết được tin tức Minh Long Đồ, về sau từng nghe qua lai lịch cái quyển kỳ thư này. Tương truyền sử thượng có vị khai quốc quân chủ, tại trong loạn thế gặp một kỳ nhân, từ đó có được một quyển kỳ thư, trước nhập võ đạo hóa cảnh. Sau bình bát hoang lục hợp nhất thống thiên hạ, đến già đến cưỡi rồng thành tiên mà đi, vì thế cái quyển kỳ thư này liền được hậu thế xưng là Minh Long Đồ. Mà binh khí vị khai quốc quân chủ kia chinh chiến thiên hạ cũng được hậu thế đặt tên là Minh Long, đứng đầu trong thập đại danh thương, đều là bảo vật của các đời đế vương, chưa hề lộ mặt trên giang hồ. Dạ Kinh Đường là người tập võ, bỗng nhiên nhìn thấy loại trang bị trong truyền thuyết này, khó tránh khỏi sẽ ngừng chân nhìn nhiều vài lần, phân biệt thật giả. Cũng không biết có phải nhìn quá nhập thần hay không, thời khắc Dạ Kinh Đường đang cẩn thận quan sát, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, thích không? Thanh âm thanh tịnh, ấm lạnh, mang theo cỗ uy nghiêm không cho làm trái, chỉ nghe âm thanh, liền có thể tưởng tượng ra một cái hình tượng nghiêm túc không giận tự uy. Nhưng thanh âm này hết lần này lại là xuất từ miệng một nữ tử. Âm thanh ngự tỷ của Lạc Ngưng là bên trong nhẹ nhàng xuất trần mang theo mềm mại đáng yêu, nghe tựa như cái nữ hiệp thành thục đã rời núi hành tẩu. Mà thanh âm ngự tỷ này
thì là ở trên cao nhìn xuống, không có sợ hãi, không cho làm trái, một cảm giác như nữ tổng giám đốc bá đạo. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 49, gặp Tĩnh Vương. Dạ Kinh Đường cũng không nghe được tiếng bước chân, trong lòng kinh ngạc, đảo mắt nhìn lại. Phía trước thị nữ dẫn đường, đã có thêm một vị nữ tử. Đầu nữ tử đội ngọc quan, thân mang áo mãng bào, bên hông đai lưng hoàng kim khảm ngọc, treo một khối ngọc bội du long màu xanh biếc. Kiểu dáng quần áo nữ tử này rõ ràng là đồ của nam, nhưng hơi cải tạo qua, tương đối bó vào thân, thắt eo rất căng. Vạt áo thì rất lớn, bị hai ngọn núi đẩy căng ra ngoài, ngay cả kim mãng ngũ trảo phía trên đều bị căng tràn biến thành đầu rồng béo. Nữ tử dáng người rất cao, ước chừng tới mắt Dạ Kinh Đường, đặt ở trong những nữ nhân khác có thể nói hạc giữa bầy gà. Nhưng dáng người nữ tử này lại rất cân đối, tỷ lệ đầu và thân đạt tiêu chuẩn 1/9, tay chân thon dài. Kích thước vòng eo vừa đúng, chỗ nào nên nhỏ thì sẽ vô cùng tinh tế, cho nào nên nở nang, 10 phần nở nang. Về phần dung mạo, đường nét rõ ràng, da trắng như tuyết, cặp mi giống như lá liễu, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng còn thêm một chút son đỏ, cực kỳ chói mắt lại không hiện nửa phần yêu mị. Có thể nói đẹp một cách đường đường chính chính, đại khí bàng bạc, dùng từ mỹ để hình dung thì bị nhu hòa quá, cảm giác dùng từ tuấn để hình dung sẽ chuẩn xác hơn, đẹp kiểu phi giới tính. Dạ Kinh Đường đảo mắt nhìn thấy một mỹ nhân môi đỏ nóng bỏng như thế đúng là có lực trùng kích cực mạnh. Quả thực ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá thất thố, đưa tay thi lễ, tại hạ Dạ Kinh Đường, bái kiến Tĩnh Vương điện hạ. Đông Phương Ly Nhân cách rất gần, liền đứng tại phía sau Dạ Kinh Đường, thấy hắn ngoái nhìn mình một chút. Nhìn thấy mình lại không có bất kỳ dị sắc gì, ánh mắt có chút khen ngợi, gặp nguy không loạn, không quan tâm hơn thua, tâm trí không tệ, miễn lễ. Dạ Kinh Đường từ áo mãng bảo nhận ra thân phận nữ tử, nhưng xác thực không nghĩ tới Tĩnh Vương còn trẻ như vậy. Hắn thu tay lại đứng thẳng, không có dò xét dung mạo Tĩnh Vương, mà là nhìn về phía Minh Long Thương, trả lời vấn đề vừa rồi, tại hạ chỉ là hiếu kỳ, mới dừng lại nhìn xem, tại hạ không biết thương pháp, thích thì chưa nói tới. Đông Phương Ly Nhân đem trường thương lấy ra đặt ở trong tay dò xét, Minh Long Thương là cổ vật mấy trăm năm trước, năm đó lợi hại hơn nữa. Trải qua sát phạt truyền đến bây giờ, cũng không chịu nổi thời gian tàn phá, hiện giờ đặt ở Hoàng Thành Đại Nội để làm trang trí. Cây thương này là hàng giả, nhưng mà chất liệu so sánh với chính phẩm, chỉ có hơn chứ không kém. Nói xong nàng một tay nắm thương, đưa cho Dạ Kinh Đường, thử một chút. Dạ Kinh Đường không có tiếp, hổ thẹn nói, tại hạ không biết thương pháp, thực sự không dám phung phí của trời, xin điện hạ thứ lỗi. Đông Phương Ly Nhân thu hồi trường thương, thả lại trên bàn trang trí, bắt đầu đi tiếp, bản vương thượng võ, bên trong tầng lầu này không chỉ có cất giấu binh khí có tiếng trong thiên hạ, còn có không ít bí tịch võ công truyền thừa qua các đời, thuở nhỏ muốn tập hợp võ công trăm họ vào trong bản thân mình. Đáng tiếc, người giang hồ nặng quy củ, công phu thật chỉ truyền đồ đệ, không dạy cho người ngoài, ngay cả mặt mũi bản vương cũng không cho. Dạ Kinh Đường đi theo phía sau, hơi suy nghĩ, Tĩnh Vương muốn học đao pháp của ta. Đông Phương Ly Nhân dừng bước chân lại, đảo mắt nhìn về phía Dạ Kinh Đường, ngươi ngược lại là rất thông minh, có được hay không? Dạ Kinh Đường tự nhiên bỏ được, mục tiêu của hắn là đi vào trong cung đào Minh Long Đồ, cùng Minh Long Đồ cộng thêm giao thiệp với Tĩnh Vương phủ sánh, một chiêu đao pháp thì tính là gì? Đao cho dù tốt, cũng phải xem đặt ở trong tay ai. Công phu thật không dám dạy người ngoài, đơn giản sợ người ngoài giỏi hơn mình, ta đã dùng một đao kia ra ngoài, không thể làm tuyệt chiêu áp đáy hòm, dạy cho người ngoài. Nếu họ có thể dùng chiêu này tốt hơn ta, thì dùng chiêu thức khác cũng có thể thắng ta. Nếu không tốt bằng ta, thì dùng đao này cũng không địch lại được ta, dạy cho người trong thiên hạ thì có làm sao. Đông Phương Ly Nhân khẽ vuốt cằm, trẻ nhỏ dễ dạy. Vũ Tiên Nhân Phụng Quan Thành, đối với việc tông sư đến nhà thỉnh giáo thì ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ sợ đối phương nghe không hiểu. Khả năng là cũng ôm tâm tư giống như ngươi, đáng tiếc, đến nay không một người có thể cùng Phụng Quan Thành lên đài tranh chấp, hy vọng ngươi ngày sau cũng có thể như thế. Tĩnh Vương quá để mắt tại hạ, ta không có khát vọng lớn như thế, chỉ là có chút tư tâm. Ta sẽ chỉ một đao kia, nếu là Tĩnh Vương để ý, sau đó có thể dạy ta một chiêu nửa thức khác. Đông Phương Ly Nhân hiểu ý lấy vật đổi vật, nàng xoay người lại, không dám. Quân Sơn Đài Đồ Long lệnh,
ngươi có thể sẽ muốn học chứ. Chương 50, muốn làm vương phi không? Dạ Kinh Đường nghe thấy lời này, quả thực ngoài ý muốn. Đao Khôi Hiên Viên Triều là kẻ thù của nghĩa phụ, nếu là hắn có thể học được Đồ Long Lệnh, ngày sau dùng đao pháp Hiên Viên Triều đem Hiên Viên Triều đánh xuống, dạy cho quân Sơn Đài cách dùng Đồ Long Lệnh như thế nào. Vậy thì lúc đấy sẽ uy phong như thế nào? Ý niệm tới đây, Dạ Kinh Đường tim đập thình thịch, nhưng ngẫm lại có chút lúng túng nói, ta chỉ biết một đao, đổi Đồ Long Lệnh của Đao Khôi đương đại, sợ là, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Đông Phương Ly Nhân đi đến trước sân khấu, nhẹ giơ tay lên, cầm lấy một thanh đao được chế tác tinh mỹ, vừa đi vừa về dò xét. Ngươi chỉ biết một chiêu thức mở đầu, ngay cả tự thành một bộ pháp đều làm không được, muốn đổi Đồ Long Lệnh hoàn chỉnh, khẳng định không được. Ngươi ít nhất phải cầm một môn võ học thượng thừa hoàn chỉnh đến đổi, bản vương mới có thể dạy ngươi. Dạ Kinh Đường cũng biết không có chuyện tốt như thế, hơi bất đắc dĩ, ta xác thực chỉ biết một đao kia, phía sau thì vẫn còn đang suy nghĩ, lúc nào có thể nghĩ ra được, ta thật không nói chính xác được. Ngươi muốn đem đao này hoàn thiện, chí ít 10 năm sau, bản vương cũng không có tâm tư chờ. Vậy Tĩnh Vương có ý là? Đông Phương Ly Nhân ngón tay gảy nhẹ, bảo đao ra khỏi vỏ, có thể thấy được ở gần phần bao tay của bảo đao. Có khắc hai chữ thiên hợp, nhìn đại khái là bội đao cửu thiên hợp, ngươi có hứng thú đối với thiên hợp đao? Dạ Kinh Đường nhìn thấy thanh bảo đao này, bỗng nhiên minh bạch dụng ý Tĩnh Vương. Nàng muốn học thiên hợp đao, nhưng cửu thiên hợp chắc chắn sẽ không dạy, cho nên muốn mượn tay của hắn, từ chỗ cửu thiên hợp học được. Dạ Kinh Đường hôm nay cửu thiên hợp nói chuyện cũ cùng nghĩa phụ, khó mà nói nghĩa phụ đúng sai, nhưng hành vi cửu thiên hợp, hắn thấy không có cái vấn đề gì, nếu có cơ hội danh chính ngôn thuận cứu ra, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dạ Kinh Đường làm bộ giả vờ suy nghĩ, lắc đầu khẽ thở dài, thiên hợp đao danh chấn giang hồ, nếu có cơ hội, ta tự nhiên muốn học. Nhưng cửu thiên hợp thân hãm lao tù, ta học được đao pháp cũng phải bái sư. Biết rõ tính mạng ân sư đang như ngàn cân treo sợi tóc, nếu như ta bỏ mặc, liền biến thành bạch nhãn lang, nếu như ta cứu hiện, sợ rằng điện hạ cũng sẽ đem ta nhốt vào. Đông Phương Ly Nhân đem bảo đao thu hồi về vỏ đao, đặt ở án trên đài, ngươi có thể ngàn dặm xa xôi đem gia sản đưa vào kinh thành. Bản vương liền nhìn ra ngươi trọng tình nghĩa, loại sự tình lưỡng nan này, đương nhiên sẽ không cho ngươi đi làm. Cửu thiên hợp bị bắt đã lâu, đến nay không bị xử trảm, ngươi có biết nguyên do? Dạ Kinh Đường lắc đầu. Thừa An năm thứ hai, cửu thiên hợp cướp đi tú nữ Hiên Viên Thục Dạ. Hiên Viên Thục Dạ là đích nữ của quân Sơn Hầu, lúc đầu sắp được phong làm quý phi, bị cướp đi, một trong nhị phi liền thiếu người, vì thế hôn sứ tuyển một nữ thế gia lân cận vào cung. Đông Phương Ly Nhân quay người trở lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân hình thẳng tắp, nữ tử kia vào cung, về sau rất được phụ hoàng sủng ái, sinh hạ hai vị công chúa. Ngươi đoán xem là hai vị công chúa nào? Dạ Kinh Đường nhìn xem Tĩnh Vương duyên dáng yêu kiều trước mặt, có chút ngoài ý muốn, là Tĩnh Vương cùng. Đông Phương Ly Nhân gật đầu, tiếp tục tiến lên dọc theo hành lang, tuy nói là trời xui đất khiến, nhưng cửu thiên hợp xác thực được là có công trong việc này. Bản vương không giết hắn, đầu tiên muốn đao pháp của hắn, thứ hai là đối với hành động đại nghịch của hắn, rất khó sinh lòng phản cảm. Nếu như ngươi học được đao pháp của hắn, kính hắn làm trưởng bối, lại nguyện ý vì bản vương làm việc. Bản vương xem ở bên trên tình cảm của ngươi, có thể tấu lên với thiên tử, khai ân một lần, để cửu thiên hợp rời đi địa lao. Muốn khôi phục tự do cũng không khó, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, có thể để cho cửu thiên hợp tìm tiểu viện dưỡng lão tại phụ cận Hắc Nha, như này đã là trường hợp tốt nhất cho hắn. Dạ Kinh Đường đối với đề nghị này, hơi trầm mặc hạ, Tĩnh Vương muốn cho ta làm chuyện gì? Đông Phương Ly Nhân chắp tay ngừng chân, quay đầu dò xét khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Dạ Kinh Đường, thân thể cao lớn cứng rắn, như có điều suy nghĩ. Dạ Kinh Đường đứng thẳng một chút, cảm giác cái nữ vương gia nóng bỏng này đang biểu hiện. Ngươi muốn làm vương phi không? Đông Phương Ly Nhân quay trở lại, lưu cho Dạ Kinh Đường một câu, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bản vương dưới một người, trên vạn người, tuấn tài như nào đều gặp, ngươi chỉ có bề ngoài mà công phu khoa chân múa tay, còn không lọt nổi mắt xanh của bản vương. Bản vương trưởng quản Hắc Nha, phụ trách cưỡng chế tội phạm giang hồ, ngươi nói xem có thể để ngươi làm chuyện gì? Dạ Kinh Đường liền biết không có loại chuyện tốt này, hậm hực cười nói, đã hiểu, tội phạm xem mạng người như cỏ rác. Người người có thể tru diệt, nếu tại hạ có cơ hội gặp gỡ,
Tĩnh Vương không mở miệng cũng đều vì dân trừ hại. Nói mà không có bằng chứng, bản vương tin ngươi như thế nào? Đông Phương Ly Nhân đưa tay, ngươi dám tiếp bản án vô xí hào, nói rõ có nắm chắc, trước hết để cho bản vương nhìn xem năng lực của ngươi. Cái gì? Ta đâu có nắm chắc. Dạ Kinh Đường thầm nghĩ không ổn. Hắn vừa nhìn thấy đều là tội phạm nổi danh giang hồ, vì suy nghĩ an nguy, mới chọn một cái tương đối dễ dàng để làm, vốn muốn hết sức nỗ lực, nhưng thực ra chỉ muốn thử chút thôi. Tĩnh Vương vừa nói lời này, có nghĩa nếu là hắn bắt không được, hình tượng tại trong lòng Tĩnh Vương sẽ bị giảm đi rất nhiều, về sau tìm cơ hội tiến cung đào bảo, tự nhiên cũng thành vấn đề. Việc phải đã nhận, Dạ Kinh Đường cũng không thể đổi nhiệm vụ khác, ngẫm lại vẫn là nhắm mắt nói, tại hạ tất nhiên hết sức. Đi thôi, bản vương chờ tin lành. Các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.